Xin kính chào quý vị khán giả. Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành cùng với quý vị với những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị khán giả trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Sau hơn 3 ngày bỏ trốn khỏi trại giam Xuân Hà, cơ sở 2 đóng tại xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, hai phạm nhân Phan Công Thành và Nguyễn Đắc Hoàng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ vào lúc 1 giờ 45 phút ngày 9 tháng 12 khi đang lẩn trốn tại địa bàn xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Được biết, Thành đang phải chấp hành hình phạt tù 2 bản án của Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tòa án Nhân dân thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng hình phạt là 19 năm tù giam. Tính đến thời điểm bỏ trốn, Thành đã chấp hành án được 2 năm 7 tháng 12 ngày. Còn Phạm Nhân Hoàng đang chấp hành hình phạt 20 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy theo bản án số 117 ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An. Tính đến thời điểm bỏ trốn, Phạm Nhân Nguyễn Đắc Hoàng đã chấp hành được 6 năm 6 tháng 7 ngày. Theo nguồn tin từ trại giam Xuân Hà, do thời gian thụ án của hai phạm nhân này lên đến 19 và 20 năm tù, nên các đối tượng đã nảy sinh ý định bỏ trốn. Được biết, quá trình chấp hành án phạt tù tại đội 28, phân trại số 2, trại giam Xuân Hà, hai đối tượng đã âm thầm bàn bạc lên kế hoạch. Vào 15 giờ chiều 6 tháng 12, lợi dụng sơ hở, hai phạm nhân Phan Công Thành và Nguyễn Đắc Hoàng đã trốn khỏi trại giam Xuân Hà, cơ sở 2 đóng tại xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Trong quá trình truy bắt, lực lượng chức năng đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Kết hợp với nguồn tin từ quần chúng nhân dân, lực lượng truy bắt nhận định hai đối tượng này chưa ra khỏi địa bàn huyện Cẩm Xuyên mà có thể lẩn trốn trong khu vực địa bàn các xã Cẩm Hà, Cẩm Lạc, nên khoanh vùng, huy động tổng lực các lực lượng để truy bắt đối tượng. Tuy nhiên, do địa hình phức tạp, địa bàn nghi vấn đối tượng ẩn nấp giáp ranh với nhiều xã, nên công tác truy bắt gặp không ít khó khăn. Công an Hà Tĩnh đã huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ chốt chặn, kiểm tra tất cả các phương tiện lưu thông qua địa bàn tỉnh này, đồng thời tiến hành vây giáp, lục soát khu vực rừng bần thuộc địa phận xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên, nơi nghi vấn có thể hai phạm nhân đang lẩn trốn trong đó. Đây là khu rừng ngập mặn, rộng khoảng 3 hectare, tiếp giáp với xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Hiện, hàng trăm cảnh sát đang phối hợp với chính quyền địa phương tiếp cận khu vực trên để truy bắt hai kẻ trốn khỏi trại giam. Ngay khi phát hiện lực lượng chức năng huy động lực lượng truy bắt hai đối tượng tội phạm bỏ trốn, người dân đã đổ ra rất đông để quan sát. Ngoài nghi vấn hai đối tượng trốn ở rừng ngập mặn xã Cẩm Hà, song song nhiều giờ truy lùng không thấy các đối tượng, lực lượng chức năng đã tỏa đi nhiều hướng. Trong đó các mũi truy lùng đã tỏa lên núi, lên các rừng tràm thuộc xã Cẩm Lạc, Cẩm Sơn, Cẩm Minh và những vùng lân cận trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên để tiếp tục tìm kiếm hai phạm nhân bỏ trốn. Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Hà Tĩnh, trong buổi sáng, đơn vị đã huy động 4 chú chó nghiệp vụ cùng hàng trăm cán bộ vào rừng hỗ trợ các lực lượng truy bắt hai phạm nhân trốn trại. Tiếp đó, sáng ngày 8 tháng 12, Thượng tá Cao Ngọc Diện, giám thị tại trại tạm giam Xuân Hà, Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc Trường Giáo dưỡng Bộ Công an đã ký quyết định truy nã đối với hai đối tượng nguy hiểm trốn nơi giam giữ vào chiều ngày 6 tháng 12. 15 giờ chiều ngày 6 tháng 12, sau khi kiểm đếm phạm nhân, cán bộ quản giáo tại trại giam Xuân Hà phát hiện hai phạm nhân là Phan Công Thành, sinh năm 1987, ngụ xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh và Nguyễn Đắc Hoàng, sinh năm 1984, ngụ xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh bỏ trốn. Ngay lập tức, chuông báo động phá vỡ không gian vốn yên bình tại cơ sở 2 trại giam Xuân Hà, đóng trên địa bàn xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Thông tin về hai phạm nhân trốn trại lập tức được thông báo cho chính quyền địa phương, lực lượng chức năng công an tỉnh Hà Tĩnh để phối hợp truy bắt. Một lãnh đạo xã Cẩm Sơn cho hay, ngay sau khi nhận được thông tin, địa phương này đã giao công an xã phối hợp truy tìm hai phạm nhân nêu trên, đồng thời phát đi thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng để người dân trên địa bàn nâng cao cảnh giác. Sáng 8 tháng 12, Thượng tá Cao Ngọc Diện, giám thị trại tạm giam Xuân Hà, Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng, Bộ Công an đã ký quyết định truy nã đối với hai đối tượng nguy hiểm trốn khỏi nơi giam giữ vào chiều 6 tháng 12. Hai phạm nhân bị truy nã gồm Phạm Công Thành, sinh năm 1987, ngụ thôn Kim Ngọc, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Nghề nghiệp trước khi bị bắt, lao động tự do, đặc điểm nhận dạng, cao 1m75, màu da vàng, tóc đen, khuôn mặt hình chữ nhật, sống mũi thẳng, dái tai trung bình. Đặc điểm khác, sẹo chấm cách 2cm dưới sau đuôi mắt trái, tội danh bị kết án, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Án phạt 19 năm, đang chấp hành phạt tù tại đội 28, phân trại số 2, trại giam Xuân Hà. Nguyễn Đắc Hoàng, sinh năm 1984, thường trú tại thôn Hải Bắc, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Nghề nghiệp trước khi bị bắt, lao động tự do, đặc điểm nhận dạng,
cao 1m7, màu da vàng, tóc đen, khuôn mặt dài, sống mũi thẳng, dái tai trúc. Đặc điểm khác, nốt ruồi cách 0,5cm dưới đuôi mắt trái. Tội danh bị kết án, mua bán trái phép chất ma túy, án phạt 20 năm, đang chấp hành phạt tù tại đội 28, phân trại số 2, trại giam Xuân Hà. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, phải báo ngay cho trại tạm giam Xuân Hà. Địa chỉ: xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Số điện thoại: 0916 662 838, 0941 762 888, 02393 845 438. Cơ quan công an khuyến cáo, bất kỳ người dân nào bao che, chứa chấp, giúp đỡ các phạm nhân đang bị truy nã sẽ phải chịu sự trừng phạt theo quy định của pháp luật. Người dân cần có ý thức nâng cao cảnh giác, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng tại địa phương khi phát hiện di biến động của hai phạm nhân trên. Ngoài ra, cần đề phòng các đối tượng đột nhập, khống chế nhằm đưa yêu sách phục vụ việc chạy trốn, gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng cũng như tài sản. Ngay sau khi phát hiện hai phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam, Ban giám thị trại giam Xuân Hà đã thông tin cho các lực lượng chức năng, người dân biết để đề phòng, phối hợp truy bắt. Đồng thời, tổ chức lực lượng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ với mục tiêu sớm truy bắt các phạm nhân, đảm bảo an toàn cho người dân. Sau khi Thượng tá Cao Ngọc Diện, giám thị trại giam Xuân Hà, Bộ Công an ký quyết định truy nã toàn quốc với Thành Bảo Hoàng về tội trốn khỏi nơi giam giữ vào chiều 7 tháng 12, các tờ rơi thông tin về hai phạm nhân được dán nhiều trên các khu chợ, kiosk, cột điện, tường rào. Từ 13h30 ngày 7 tháng 12, Công an Hà Tĩnh đã quyết định huy động hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ gồm các đơn vị nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát giao thông, cảnh sát điều tra, công an các địa phương và lực lượng công an xã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm. Tại những tuyến đường trọng yếu, lực lượng công an cũng đã bố trí quân số để chốt chặn, kiểm tra tất cả các phương tiện lưu thông qua địa bàn các huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, thành phố Hà Tĩnh, Thạch Hà, Can Lộc và vùng lân cận để đảm bảo các đối tượng không lẩn trốn ra khỏi địa bàn. Đêm 7 tháng 12, trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ qua địa bàn, cảnh sát dùng nhiều phương tiện để kiểm tra hành chính, rà soát khoang ghế, gầm xe, truy tìm hai nghi phạm trốn trại giam. Khi thấy cảnh sát dừng xe, một số tài xế ban đầu tỏ ra khá bất ngờ. Sau khi được giải thích đang truy bắt tội phạm nguy hiểm, họ rất hợp tác, một trinh sát cho biết. Hàng trăm cảnh sát đã tiếp cận truy lùng song do rừng rậm, nhiều cây nên chưa có kết quả. Hiện, lực lượng chức năng đã dựng rạp tại bờ đê thôn Đông Tây Xuân, xã Cẩm Hà, xuyên đêm túc trực, theo dõi biến động. Cảnh sát khu vực cũng được lệnh kiểm tra tình hình khách lưu trú tại các nhà nghỉ, nhà trọ, nhà khách trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Một người dân sống tại xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên cho biết, các gia đình trong xã đã đóng cửa từ đầu giờ tối vì sợ hai kẻ vượt ngục lẻn vào nhà làm liều. Chúng tôi sẽ cảnh giác, nghe tiếng chó sủa, phát hiện tiếng động hay dấu hiệu bất thường sẽ lập tức gọi điện báo công an, một phụ nữ nói. Theo hồ sơ, Thành 36 tuổi, trú huyện Lộc Hà, đang chấp hành hai bản án tù của Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tòa án Nhân dân thành phố Phổ Yên, Thái Nguyên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng hình phạt 19 năm tù. Hoàng, 39 tuổi, trú huyện Cẩm Xuyên, bị Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An phạt 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Thời điểm bỏ trốn, Thành và Hoàng đã thụ án được 2 năm 7 tháng đến 6 năm 6 tháng. Liên quan đến vụ việc, hai phạm nhân trốn trại giam Xuân Hà. Hiện nay, Công an Hà Tĩnh đã huy động lực lượng đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, bảo vệ người dân. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Hồng Dao rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào khác. Xin chào và hẹn gặp lại!